Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Những lời về việc thực hiện bổn phận. Trích đoạn. Trong nhà Đức Chúa Trời, chỉ cần là người mưu cầu lẽ thật thì đều đoàn kết trước Đức Chúa Trời, chứ không chia rẽ. Tất cả họ đều vì một mục tiêu chung, đó là làm tốt bổn phận của mình, làm tốt công tác được phân cho mình, hành động theo nguyên tắc lẽ thật, làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Ngài. Nếu mục tiêu của người không phải vì điều này, mà là vì bản thân người, và để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì đó là sự bộc lộ tâm tính bại hoại của Satan. Trong nhà Đức Chúa Trời, bổn phận được thực hiện theo nguyên tắc lẽ thật, trong khi hành động của người ngoại đạo do tâm tính Satan của họ chi phối. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Người ngoại đạo giữ kín chuyện trong lòng, mỗi người đều có mục đích và tính toán riêng. Ai cũng sống vì lợi ích của riêng mình, nên họ thấy có lợi thì phải giành, có lợi thì không nhường. Họ bị chia rẽ, không đoàn kết bởi vì họ không hướng tới một mục tiêu chung. Ý định và tính chất của việc họ làm là giống nhau, tất cả đều vì bản thân. Trong đó, không có lẽ thật nắm quyền, tất cả đều bị tâm tính bại hoại của Satan nắm quyền và làm chủ. Họ đều bị tâm tính Satan bại hoại khống chế, không thể kìm nổi bản thân, và kết quả là ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Trong nhà Đức Chúa Trời, nếu các nguyên tắc, phương thức, động cơ và ngọn nguồn cho hành động của các ngươi giống với của người ngoại đạo, nếu các ngươi cũng bị tâm tính bại hoại của Satan đùa bỡn, khống chế và thao túng, và nếu ngọn nguồn cho hành động của ngươi là vì lợi ích, danh tiếng, thể diện và địa vị của chính ngươi, thì giữa cách ngươi thực hiện bổn phận và cách người ngoại đạo làm mọi việc sẽ không có gì khác biệt. Nếu mưu cầu lẽ thật, thì các ngươi nên thay đổi cách làm việc, từ bỏ lợi ích của bản thân cũng như ý định và dục vọng cá nhân. Khi làm việc, trước tiên, các ngươi nên thông công với nhau về lẽ thật, hiểu tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau đó phân công nhau xem ai giỏi làm việc gì, ai kém ở việc gì. Người nên nhận phần việc mình có thể làm và giữ vững bổn phận của mình, không được tranh giành hay cướp đoạt thứ gì mà phải học cách nhường nhịn và bao dung. Nếu có người mới bắt đầu thực hiện bổn phận hoặc mới chỉ học các kỹ năng cho một lĩnh vực nhưng chưa đủ trình độ đáp ứng một số việc, thì ngươi không được ép buộc họ. Ngươi phải giao cho họ những việc dễ hơn một chút để họ có thể dễ dàng đạt được kết quả hơn khi thực hiện bổn phận của mình. Đó là sự bao dung, nhẫn nại và có nguyên tắc, là một phương diện mà nhân tính bình thường nên có. Đó là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người và là điều mà con người nên thực hành. Nếu người tương đối giỏi ở lĩnh vực nào đó và đã làm trong lĩnh vực đó lâu hơn hầu hết những người khác, thì việc khó hơn nên được giao cho người. Người nên đón nhận điều này từ Đức Chúa Trời và thuận phục. Đừng kén chọn, trách móc và nói: tại sao lại gây khó dễ cho tôi? Họ giao việc dễ cho người khác và giao việc khó cho tôi. Chẳng phải họ đang làm khó tôi sao? Làm khó người nghĩa là sao? Việc được sắp xếp phù hợp cho từng người, ai giỏi hơn thì làm nhiều hơn. Nếu người đã học được nhiều và Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi nhiều, thì gánh nặng hơn nên được giao cho ngươi. Không phải để làm khó ngươi, mà là vì phần việc đó hoàn toàn phù hợp với ngươi. Đây là bổn phận của ngươi, đừng kén chọn, từ chối hay trốn tránh.
tại sao ngươi cho rằng phần việc đó là khó? Thực ra, nếu ngươi để tâm một chút vào phần việc của mình thì sẽ hoàn toàn làm được. Nếu ngươi cho rằng phần việc đó là khó, có sự thiên vị và cố tình gây khó dễ cho ngươi, thì đó là sự bộc lộ của tâm tính bại hoại. Ngươi đang từ chối thực hiện bổn phận và không tiếp nhận từ Đức Chúa Trời. Đó không phải là thực hành lẽ thật. Thực hiện bổn phận mà còn kén chọn, việc gì nhẹ nhàng và dễ dàng thì làm. Chỉ làm vì sĩ diện thì đây là tâm tính bại hoại của Satan. Người không thể tiếp nhận bổn phận hay thuận phục thì chứng tỏ ngươi vẫn phản nghịch Đức Chúa Trời. Ngươi đang đối kháng, từ chối và trốn tránh Ngài. Đây là tâm tính bại hoại. Khi biết đây là tâm tính bại hoại rồi thì ngươi nên làm gì? Nếu ngươi cảm thấy phần việc giao cho người khác có thể được hoàn thành dễ dàng, còn phần việc giao cho ngươi thì khiến ngươi bận rộn trong thời gian dài và phải mất công sức để tìm tài liệu, nên trong lòng ngươi không vui. Ngươi cảm thấy không vui thì có đúng đắn hay không? Chắc chắn là không. Vậy, ngươi nên làm gì khi cảm thấy điều này không đúng? Nếu ngươi cảm thấy chống đối và nói: mỗi lần phân công công việc, họ đều giao cho tôi việc khó khăn, bẩn thỉu và đòi hỏi khắt khe, nhưng lại giao cho người khác việc nhẹ nhàng, đơn giản, nở mày nở mặt. Chẳng phải họ nghĩ tôi chỉ là người dễ bắt nạt sao? Phân công như thế này thật không công bằng. Thì suy nghĩ này của ngươi là sai. Bất kể việc phân công có sai lệch nào hay không, có hợp lý hay không, thì Đức Chúa Trời đang dò xét điều gì? Điều Ngài dò xét là lòng người. Ngài xem liệu ai đó có thuận phục trong lòng hay không, họ có thể đảm đương một số gánh nặng cho Ngài hay không, và họ có phải là người yêu kính Ngài hay không. Nếu đánh giá dựa vào yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì lý do của ngươi không có cơ sở. Việc thực hiện bổn phận của ngươi không đạt tiêu chuẩn và ngươi không có thực tế lẽ thật. Ngươi không thuận phục chút nào, khi làm vài việc bẩn thỉu hoặc đòi hỏi khắt khe thì oán trách. Vấn đề ở đây là gì? Đầu tiên, tâm thái sai. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thái độ của ngươi đối với bổn phận là sai. Nếu ngươi luôn nghĩ tới thể diện và lợi ích của bản thân, không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và không thuận phục chút nào, thì đó không phải là thái độ đúng đắn mà ngươi nên có đối với bổn phận của mình. Nếu ngươi chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời và có lòng yêu kính Ngài, thì ngươi đối đãi như thế nào với những việc bẩn thỉu, đòi hỏi khắt khe hoặc khó khăn? Khi đó, tâm thái của ngươi sẽ khác. Việc gì khó thì ngươi sẽ chọn làm việc đó, tìm kiếm những trọng trách để gánh vác, đảm nhận những việc người khác không muốn làm. Và ngươi làm như thế chỉ để yêu kính Đức Chúa Trời và thỏa mãn Ngài. Lòng ngươi sẽ tràn ngập niềm vui và không có lời oán trách nào. Việc bẩn thỉu, đòi hỏi khắt khe và khó khăn tỏ lộ về con người. Ngươi có khác biệt gì với những người chỉ làm những việc nhẹ nhàng và nở mày nở mặt? Ngươi không tốt hơn họ là bao, không phải như vậy sao? Ngươi phải nhìn những việc này như vậy. Cho nên, việc thực hiện bổn phận tỏ lộ rõ nhất về con người. Con người lúc bình thường thì nói rất hay, luôn miệng nói rằng sẽ nguyện yêu kính và thuận phục Đức Chúa Trời. Nhưng lúc gặp khó khăn khi thực hiện bổn phận của mình thì lại buông ra đủ loại lời oán trách và tiêu cực. Rõ ràng họ là những kẻ đạo đức giả. Nếu người yêu mến lẽ thật gặp khó khăn khi thực hiện bổn phận của mình thì họ sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và để tâm thực hiện bổn phận.
ngay cả khi sự sắp xếp cho bổn phận đó không thích hợp. Cho dù gặp phải việc nặng nhọc, bẩn thỉu hoặc khó khăn, họ sẽ không oán trách và có thể làm tốt việc của mình, thực hiện tốt bổn phận của mình với lòng thuận phục Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy vui vẻ khi làm vậy, và Đức Chúa Trời nhìn thấy thì cũng được an ủi. Loại người này được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu ai đó ngay khi gặp phải việc bẩn thỉu, khó khăn hoặc đòi hỏi khắt khe thì giận dỗi và cáu kỉnh, không để ai chỉ trích họ thì họ không phải là người thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể bị tỏ lộ và đào thải. Bình thường khi gặp tình trạng này, các ngươi có thể ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này không? Nếu có thể ý thức được một phần trong đó, liệu ngươi có thể xoay chuyển bằng sức mạnh, đức tin và vóc dạc của chính mình không? Ngươi cần phải xoay chuyển thái độ này. Đầu tiên, ngươi cần nghĩ: thái độ này là sai. Đây chẳng phải là kén cá chọn canh trong việc thực hiện bổn phận của mình sao? Đây không phải là thuận phục. Thực hiện bổn phận nên là một chuyện vui vẻ, nên cam tâm tình nguyện. Tại sao mình không hạnh phúc mà lại thấy buồn bực? Mình biết rõ bổn phận là gì, biết đó là điều nên làm. Vậy tại sao mình không thể cứ thế thuận phục? Mình phải đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, cũng như nhận biết sự bộc lộ những tâm tính bại hoại này nơi sâu thẳm nội tâm mình. Sau đó, khi làm việc này thì ngươi nên cầu nguyện: thưa Đức Chúa Trời, con đã cứng đầu thành thói và không nghe lời ai. Thái độ của con là sai và con không thuận phục. Xin Ngài sửa dạy con và khiến con thuận phục. Con không muốn buồn bực và không muốn phản nghịch Ngài nữa. Xin Ngài cảm động con và cho con có thể làm tốt bổn phận của mình. Con không muốn sống vì Satan. Con muốn sống vì lẽ thật và thực hành lẽ thật. Khi cầu nguyện như vậy, tình trạng bên trong ngươi sẽ có chiều hướng tốt. Khi tình trạng có chiều hướng tốt thì ngươi sẽ có thể thuận phục và cảm thấy: thực sự thì việc này không có gì cả, chỉ là mình làm nhiều hơn, còn người khác làm ít hơn. Họ chơi thì mình không chơi, họ tán gẫu thì mình không tán gẫu. Đức Chúa Trời đã trao cho mình thêm một gánh nặng, một trọng trách. Đó là vì Ngài coi trọng mình, ân đãi mình, và điều đó chứng tỏ rằng mình có thể đảm nhận trọng trách này. Đức Chúa Trời quá tốt với mình và mình nên thuận phục. Chẳng biết từ bao giờ, thái độ của người sẽ thay đổi. Khi mới tiếp nhận bổn phận, người đã có thái độ không tốt và không thể thuận phục, nhưng người đã có thể kịp thời xoay chuyển, kịp thời tiếp nhận sự dò xét và sửa dạy của Đức Chúa Trời. Người đã có thể kịp thời đến trước Đức Chúa Trời với thái độ thuận phục, thái độ tiếp nhận và thực hành lẽ thật. Cho đến khi ngươi có thể đón nhận hoàn toàn bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời và cam tâm nguyện ý làm tốt bổn phận này. Có một quá trình chiến đấu trong việc này. Quá trình chiến đấu đó chính là quá trình ngươi thay đổi, quá trình ngươi tiếp nhận lẽ thật. Việc con người cam tâm nguyện ý và thuận phục bất cứ chuyện gì xảy ra với họ mà không đắn đo là chuyện không thể. Nếu có thể làm được điều đó thì chứng tỏ rằng họ không có tâm tính bại hoại và không cần Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi họ. Con người có cách nghĩ, có thái độ không đúng, có tình trạng sai lầm và tiêu cực. Đây đều là những vấn đề hiện thực và có tồn tại. Nhưng khi những trạng thái tiêu cực và phản diện này, cũng như các cảm xúc tiêu cực và tâm tính bại hoại làm chủ và khống chế hành vi, tâm tư và thái độ của ngươi, thì việc ngươi làm, cách ngươi thực hành và con đường ngươi chọn sẽ phụ thuộc vào thái độ của ngươi đối với lẽ thật.
người có thể có cảm xúc, có trạng thái tiêu cực hoặc phản nghịch. Nhưng khi những điều này xuất hiện trong quá trình ngươi thực hiện bổn phận của mình, thì chúng cũng sẽ dễ dàng bị xoay chuyển vì ngươi đến trước Đức Chúa Trời. Vì ngươi hiểu lẽ thật, vì ngươi tìm kiếm Đức Chúa Trời và vì ngươi có thái độ thuận phục và tiếp nhận lẽ thật. Khi đó, ngươi sẽ thuận lợi trong việc thực hiện tốt bổn phận của mình, có thể chiến thắng sự kìm kẹp và khống chế mà tâm tính bại hoại của Satan áp đặt lên ngươi. Cuối cùng, ngươi sẽ thành công trong việc làm tốt bổn phận của mình, hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời cũng như thu hoạch được lẽ thật và sự sống. Quá trình thực hiện bổn phận của con người và đạt được lẽ thật cũng là quá trình thay đổi tâm tính. Chính trong quá trình thực hiện bổn phận, con người nhận được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, hiểu lẽ thật và bước vào thực tế. Cũng chính khi gặp khó khăn trong việc thực hiện bổn phận của mình, họ thường đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, tìm kiếm và nắm bắt tâm ý của Ngài để giải quyết khó khăn, để có thể thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường. Chính trong việc thực hiện bổn phận của mình mà con người tiếp nhận sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, cũng như sống dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, dần dần học cách làm mọi việc theo nguyên tắc lẽ thật, rồi thực hiện bổn phận của mình đạt tiêu chuẩn. Đây là lúc lẽ thật đang làm chủ và nắm quyền trong lòng ngươi. Đối với một số người, dù cho họ có thể gặp phải vấn đề gì khi thực hiện bổn phận, thì họ cũng không tìm kiếm lẽ thật và họ luôn luôn hành động theo suy nghĩ, quan niệm, trí tưởng tượng và mong muốn của bản thân. Họ thường xuyên thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của bản thân và tâm tính bại hoại của họ luôn luôn kiểm soát hành động của họ. Họ có thể trông như luôn thực hiện bổn phận, nhưng vì họ chưa bao giờ tiếp nhận lẽ thật và không có khả năng làm mọi việc theo các nguyên tắc lẽ thật, nên cuối cùng họ không đạt được lẽ thật và sự sống và trở thành một kẻ đem sức lực phục vụ đúng nghĩa. Vậy thì những người như thế đang dựa vào điều gì khi thực hiện bổn phận của họ? Họ đang không dựa vào lẽ thật cũng như vào Đức Chúa Trời. Một chút lẽ thật mà họ hiểu được đó đã không nắm được quyền tối thượng trong lòng họ. Họ đang dựa vào những ân tứ và tài năng của bản thân, vào bất kỳ sự hiểu biết nào họ có được, cũng như vào nghị lực hay thiện ý của họ để thực hiện những bổn phận này. Và nếu vậy thì, liệu họ có thể thực hiện bổn phận theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được không? Khi con người dựa vào tính tự nhiên, quan niệm, trí tưởng tượng, chuyên môn và học hỏi để thực hiện bổn phận, thì mặc dù có vẻ như họ đang thực hiện bổn phận và không hành ác, nhưng họ đang không thực hành lẽ thật và chưa làm được bất kỳ điều gì thỏa lòng Đức Chúa Trời. Cũng còn một vấn đề nữa không thể bỏ qua. Trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, nếu các quan niệm, trí tưởng tượng và mong muốn cá nhân của người không bao giờ thay đổi và không bao giờ được thay thế bằng lẽ thật, và nếu hành động và việc làm của người không bao giờ được thực hiện theo các nguyên tắc lẽ thật, thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Người sẽ không có lối vào sự sống, người sẽ trở thành một kẻ đem sức lực phục vụ. Do đó, ứng nghiệm lời của Đức Chúa Giê-xu. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.
Tại sao Đức Chúa Trời gọi những kẻ ra sức và đem sức lực phục vụ này là những kẻ hành ác? Có một điểm chúng ta có thể chắc chắn, và đó là dù cho những người này thực hiện bổn phận hay công tác gì, thì động cơ, động lực, ý định và suy nghĩ của họ hoàn toàn xuất phát từ những mong muốn ích kỷ, và chúng hoàn toàn là để bảo vệ tư lợi và triển vọng của họ, và để thỏa mãn thể diện, sự phù phiếm và địa vị của chính họ. Tất cả đều xoay quanh những suy xét và tính toán này. Trong lòng họ không có lẽ thật. Họ không có tấm lòng kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời. Đây là gốc rễ của vấn đề. Ngày hôm nay, điều gì là quan trọng để các ngươi mưu cầu? Trong mọi sự, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật và ngươi phải thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn theo tâm ý của Đức Chúa Trời và theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi làm vậy, ngươi sẽ nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Vậy cụ thể thì điều gì liên quan đến việc thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời? Trong mọi việc ngươi làm, ngươi phải học cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngươi phải suy ngẫm về ý định của mình, suy nghĩ của mình, và liệu những ý định và suy nghĩ này có phù hợp với lẽ thật không? Nếu chúng không phù hợp thì phải gạt sang một bên. Sau đó, ngươi nên hành động theo các nguyên tắc lẽ thật và chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Việc này sẽ đảm bảo rằng ngươi đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi có những ý định và mục đích riêng và nhận thức rõ ràng chúng vi phạm lẽ thật và trái với tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn không cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để có giải pháp, thì điều này thật nguy hiểm. Ngươi dễ phạm điều ác và làm những việc chống đối Đức Chúa Trời. Nếu ngươi hành ác một hoặc hai lần và ăn năn, thì ngươi vẫn còn hy vọng được cứu rỗi. Nếu ngươi cứ liên tục hành ác, nghĩa là phạm đủ mọi kiểu việc ác, mà vẫn không ăn năn, thì ngươi đang gặp phiền phức rồi. Đức Chúa Trời sẽ gạt ngươi sang một bên hoặc từ bỏ ngươi, tức là ngươi có nguy cơ bị đào thải. Những người phạm mọi kiểu việc ác chắc chắn sẽ bị trừng phạt và đào thải.